Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và cùng nhau chia sẻ những kiến thức đơn thuần giúp cho chúng ta có những cái kinh nghiệm trong cuộc sống và hỗ trợ cho sức khỏe của cơ thể và giúp cho chúng ta có một sức khỏe lành mạnh và bổ sung đầy đủ những cái dưỡng chất và giúp cho cơ thể tăng đề kháng, chống lại sức khỏe và hạn chế bệnh tật. Thì trong các buổi chia sẻ lần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều về các sản phẩm về trên da, các sản phẩm nội tiết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm liên quan đến tóc, đó là viên uống đen tóc Xin He. Viên uống nữ tóc Xin He là viên uống do công ty cổ phần thực phẩm Visai phân phối. Và trong viên uống dưỡng tóc Xin He này thì có những thành phần nào, tác dụng ra sao và hiệu quả điều trị của nó đối với những trường hợp nào, thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Thứ nhất thì trong viên uống dưỡng đen tóc Xin He này thì nó có những thành phần như sau. Thành phần thứ nhất mình có thể thấy đó là thành phần L-cysteine. Thành phần L-cysteine đó là một acid amin tự nhiên và nó được chiết ra từ nhung hiêu và nó có tác dụng là tăng chuyển hóa ở da và nó có tác dụng khử các gốc tự do, chống oxy hóa và khử các gốc tự do trong cơ thể. Và nhận ra là L-cysteine nó có tác dụng là tăng cường tạo keratin, nó làm cho vững chân tóc và nó làm cho cứng. Và tác dụng tiếp theo đó là L-cysteine thì nó ức chế collagen laser enzyme, nó phá hủy các chất tạo keo và nó làm hư giác mạc. Và ngoài ra thì L-cysteine có tác dụng chống lão hóa này và thoái hóa này, và nó có tác dụng là dùng cho những trường hợp như sạm da này, viêm da này, tăng tiết bã nhờn này, dị ứng này, rụng tóc này, rối loạn giữ máu này. Thì nó là những tác dụng mà trong thành phần viên uống đen tóc Xin He thì có thành phần L-cysteine. Thì đó, chúng ta từng hiểu thấy là vai trò của L-cysteine như vậy. Tiếp theo, thành phần tiếp theo mà chúng ta có thể thấy đó là thành phần vitamin B5 hay còn gọi là acid pantothenic. Thì vitamin B5 thì nó có nhiều ở trong cả động vật và thực vật. Và và B5 nó là một trong những vitamin nhóm B, nó có tác dụng là giúp cho da, tóc và mắt khỏe mạnh, nó duy trì chức năng hoạt động của hệ thần kinh, của gan và nó tăng tạo hồng cầu. Và khi mà thiếu vitamin B5 này thì nó gây ra những cái triệu chứng ví dụ như là mệt mỏi này, đau đầu này, cáu gắt này, suy yếu cơ này. Và tác dụng của vitamin B5 này cho thấy là vitamin B5 thì nó có tác dụng là phòng những trường hợp mà bị thiếu hụt dinh dưỡng này, nó điều trị những trường hợp mà bị mụn trứng cá này, bị hói đầu này và rối loạn tăng động giảm chú ý. Thì những trường hợp mà trẻ bị rối loạn tăng động và giảm chú ý thì nên bổ sung vitamin B5. Và trường hợp nữa là trường hợp dị ứng này, viêm giác mạc này, đại khái là những cái trường hợp mà bị nhiều gầu này, bị rụng tóc này, bị trầm cảm này thì dùng B5 thì rất là hiệu quả. Khi mà chúng ta gặp những cái triệu chứng đó thì chúng ta nên sử dụng thêm, bổ sung thêm vitamin B5. Và thành phần ở trong viên dưỡng là viên đen tóc Xin He này thì ngoài những cái thành phần là những cái ví dụ như các acid amin, các vitamin nhóm B thì chúng ta thấy là trong cái viên Xin He này nó có bổ sung thêm những thành phần thảo dược, những thành phần thảo dược mà cha ông ta từ đời xưa, từ ngàn đời nay đã sử dụng để có tác dụng là đen tóc đỏ da, cùng nhau lên núi tìm hà thủ ô, chúng ta đã nghe rồi ạ. Thì ở trong cái sản phẩm hà thủ ô là một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời đối với tóc, không những giúp dưỡng huyết, bổ huyết mà cái tác dụng nó đem làm đen tóc, chống đau lưng mỏi gối, di tinh của hà thủ ô đã được sử dụng rất là lâu. Và từ những cái kinh nghiệm dân gian đó thì sản phẩm này đã được bổ sung thêm cái sản phẩm thành phần hà thủ ô. Thì như chúng ta đã biết thì hà thủ ô thì nó có tác dụng là chữa tóc bạc sớm này, tác dụng bổ huyết này và tác dụng chống oxy hóa này, nó làm hạ cholesterol máu này. Và ngoài ra thì hà thủ ô nó có tác dụng là tác dụng bổ thần kinh, nó dùng trong những trường hợp mà bị đau lưng này, mỏi gối này, di tinh này, liệt dương này. Và tác dụng bổ đó là những tác dụng là bổ can thận, ví dụ như là nó tăng tích lũy glycogen. Hà thủ ô thì nó có tác dụng là tăng tích lũy các glycogen ở gan và nó duy trì cho những chức năng can thận, ví dụ như là trong những trường hợp mà thận âm hư gây đau lưng mỏi gối thì nó có tác dụng hỗ trợ điều trị cho những trường hợp đó.
Và trong thành phần này chúng ta cũng thấy thêm nữa, và chúng ta cũng để ý nó là một sự tinh tế trong quá trình mà quá trình chế biến hạt đậu ô. Thì về đông y thì hôm nào mình sẽ có một buổi chia sẻ chi tiết với các bạn, thì không đơn thuần là đậu ô chúng ta cứ mang về chúng ta dùng là có tác dụng đen tóc bỏ da đâu ạ, không có tác dụng bổ huyết đâu ạ. Hạt đậu ô phải chế, và hạt đậu ô thì ở trong sản phẩm này mình thấy đó là có hạt đậu ô có kết hợp với cỏ nhựa nồi và đậu đen. Thì khi mà hạt đậu ô được chế với cỏ nhựa nồi và đậu đen thì nó làm tăng tác dụng bổ huyết và tăng tác dụng đen tóc và tác dụng bổ thận và chữa những di tinh liệt dương, chữa những triệu chứng đau lưng mỏi gối rất là hiệu quả. Thì trong sản phẩm này thì có bổ sung thêm cả cỏ nhựa nồi và đậu đen đó. Và trong một vài chia sẻ khác nữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chế hạt đậu ô nhé. Mình cũng là một dược sĩ có một chút ít hiểu về dược liệu, mình cũng đã từng chế biến hạt đậu ô và mình cũng rất là hiểu. Và mình thấy trong cái thành phần của viên Dentoxin He này nó có sự phối hợp rất là hay, và cái hiệu quả đem lại đối với khi mà chúng ta chế đúng cách thì hiệu quả đem lại nó sẽ rất là cao. Thì trong viên uống Dentoxin He này thì với sự phối hợp của cỏ nhựa nồi, đậu đen và hạt thủ ô thì tác dụng của hạt thủ ô nó làm tăng tác dụng của hạt thủ ô này, nó làm đen tóc, làm bổ máu, an thần, ích thận, cố tinh, chữa dẫn triệu chứng suy nhược thần kinh và đau lưng mỏi gối rất là hiệu quả. Và bên cạnh đó thì trong thành phần mình thấy có thành phần đó là đương quy. Thì đương quy nó cũng có tác dụng là bổ huyết, tác dụng bổ huyết này, tăng cường miễn dịch này. Đồng thời thì đương quy nó cũng có tác dụng là tăng cường tuần hoàn trong máu trong cơ thể cũng rất là tốt. Chính vì vậy thì với những cái thành phần như vậy ở trong viên uống Dentoxin He thì chúng ta thấy là công dụng của viên uống này nó có tác dụng nó là hỗ trợ bổ huyết này, giúp đen tóc này, hỗ trợ mọc tóc này, hỗ trợ nuôi dưỡng tóc, giúp tóc chắc khỏe, hạn chế hiện tượng rụng tóc, sơ tóc, khô tóc và tóc bạc xấu. Đó, thì đối tượng dùng trong những trường hợp này chúng ta thấy là ví dụ như là những người mà sử dụng hóa chất nhiều này, những người mà ví dụ như là ở tuổi trung niên cả nam cả nữ mà có những cái dấu hiệu mà rụng tóc nhiều gây hói ạ, hoặc là sử dụng hóa chất nhiều, chúng ta như phụ nữ là làm tóc nhuộm tóc rồi là sử dụng hóa tân chất để làm uốn tóc thì nó gây ra những hiện tượng là sơ này, bị khô, bị gãy, bị rụng này. Thì chúng ta nên bổ sung viên uống này vào thì nó kích thích mọc tóc, nó làm cho dinh dưỡng tóc tốt hơn, nó làm hạn chế hiện tượng khô gãy. Và đồng thời ở trong bên trong cơ thể thì sản phẩm này nó giúp cho khí huyết lưu thông này, nó làm cho tác dụng là bổ máu này, khí huyết lưu thông giúp cho hiện tượng tóc, hạn chế hiện tượng tóc bạc xấu. Và đây là một sản phẩm mà cũng khá là an toàn và hiệu quả. Và đối với những cái sản phẩm mà có thành phần thảo dược hỗ trợ như thế này thì thời gian chúng ta sử dụng thì chúng ta phải hết sức kiên trì, đặc biệt là những người mà có những dấu hiệu mà rụng tóc như suy giảm nội tiết tố, hoặc là những người mà ở độ tuổi trung niên mọi đời nội tiết rồi suy giảm, rồi là những hiện tượng là máu xấu như tóc bạc, thì chúng ta nên sử dụng một cách kiên trì, chúng ta sử dụng cho ít nhất trong thời gian từ 1 đến 3 tháng thì sẽ có hiệu quả. Thế còn hiện tượng mà bảo là để hiện tượng tóc bạc xấu mà có tác dụng nhanh chóng thì không có đâu ạ. Các bạn sử dụng những sản phẩm mà có hạt thủ ô, kể cả các bạn có sử dụng hạt thủ ô nguyên chất đi nữa, thì các bạn sử dụng trong vòng 6 tháng thì các bạn mới thấy được hiệu quả. Thứ nhất là nó kích thích mọc tóc, và chúng ta kiểm tra cái chân tóc mọc lên rất nhiều, và khi đó chân tóc mọc lên thì nó hạn chế cái lượng tóc bạc thôi, chứ nó không chữa được tóc bạc ngay đâu ạ. Thì đấy là những cái sản phẩm từ thảo dược. Vì đây sản phẩm hỗ trợ thì tác dụng như thế đó là rất là tốt rồi, chứ không phải là chúng ta cứ muốn nay uống mai nó phải như thuốc tiên ngay thì không thể có được. Đó, thì đây là một cái sản phẩm rất là hay, thì mình xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn. Và các bạn có nhu cầu quan tâm hơn nhiều hơn và muốn chia sẻ hơn nữa về sản phẩm này thì các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài chia sẻ của mình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài chia sẻ tiếp theo.